theo trang tin quân sự avia pro lực lượng vũ trang nga tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào các khu vực tập trung quân sự bị của lực lượng vũ trang ukraine ngăn chặn khả năng xảy ra các nỗ lực mới nhằm tấn công các vùng lãnh thổ biên giới của nga và đẩy nhanh cường độ các hoạt động trên không ở các khu vực biên giới quân đội Nga tiếp tục hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các khu vực biên giới của tỉnh Kursk, phá hủy các khu vực tập trung quân sự dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Theo dữ liệu tình báo, khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine đã được thiết lập, nơi quân nhân của một trong các tiểu đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung để tiến hành tấn công vào lãnh thổ Nga. Các vũ khí có độ chính xác cao của không quân Nga, vốn được sử dụng để loại bỏ các mục tiêu đã xác định, đã đánh bại thành công lực lượng tập trung của đối phương. Các cảnh quay được công bố từ hiện trường cho thấy một đòn tấn công chính xác vào mục tiêu, ghi lại hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau cuộc tấn công của máy bay không người lái Lancet ở khu vực biên giới Sumy của Ukraine, một đơn vị pháo tự hành của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 11 tuyên bố, chiến dịch xóa sổ các đơn vị Ukraine ở Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày 3 tháng 11, lực lượng tên lửa và máy bay chiến thuật của Nga tấn công vào lực lượng dự bị và điểm tập kết của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41. 47, 61 và 115, lữ đoàn tấn công đường 095, lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 106 và 129 ở vùng Sumi. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trong ngày 3 tháng 11, đánh bại lực lượng của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường 082 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 của lực lực lượng vũ trang Ukraine gần Dariino, Lenidovo, Nokolyevo, Dariino, Novoivanovka và Plyukhovo. Các đơn vị của nhóm tác chiến đã đẩy lùi ba cuộc phản công của đối phương về phía Malaya, Loknia, Novoivanovka và Plyukhovo. Máy bay, đơn vị phá binh và lực lượng tên lửa của Nga tiếp tục tấn công quân nhân và thiết bị của Ukraine ở Kursk. Trong ngày 3 tháng 11, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine lên tới hơn 150 người cùng một xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống tác chiến điện tử và 5 xe cơ giới. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 29.250 quân, 180 xe tăng, 106 xe bọc thép chở quân. 102 xe chiến đấu bộ binh, 1.063 xe chiến đấu bọc thép, 785 xe cơ giới, 255 khẩu pháo và 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, cũng như 10 bệ phóng tên lửa, 59 hệ thống tác chiến điện tử, 12 radar phản pháo, 4 radar phòng không và 25 thiết bị kỹ thuật. Báo Anh Guardian dẫn nguồn từ thực địa đưa tin, các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê của Guardian, vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành khoảng 40 km vuông ở khu vực Kupiansk, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Thị trưởng cơ quan quân sự dân sự Kupians Andrei Besedin mô tả tình hình ở khu vực này là nguy cấp và cho biết khoảng 1.400 người vẫn chưa sơ tán khỏi đây khi Nga đang áp sát. Theo Guardian, kể từ đầu tháng 10, tình hình ở Kupians đã xấu đi đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các quân nhân Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Kupians, một nút giao đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tháng 2 năm 2022. Lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng qua vùng đông bắc vào tháng 9 cùng năm. Tuần trước, một quan chức thân nga ở Zaporizhia cho biết Moscow đã giành được một giải đất dài 20 km ở nam Donetsk trong một ngày sau khi Ukraine rút quân một cách vội vàng khỏi đây. Các đơn vị chiến đấu của nga hiện chỉ cách Kupyansk khoảng 3 km. Về phía nam, quân đội nga đã đến sông Oskin, biến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở bờ trái thành hai khối riêng biệt và đang co lại. Các cây cầu bắc qua sông bị ném bom liên tục. Kế hoạch rõ ràng của Nga dường như là tấn công tiêu thổ Kupyansk và sau đó giành lại quyền kiểm soát. Donetsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Nga đang tận dụng ưu thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực để giành được ưu thế trước Ukraine khi mùa đông đang tới gần và điều kiện địa hình sẽ trở nên bất lợi cho hoạt động tác chiến. Tại Kupiansk, những người lính cho biết điều kiện ở tiền tuyến rất khắc nghiệt. Chúng tôi không có đủ đạn để bắn. Họ bắn 10 quả đạn pháo trong khi chúng tôi chỉ bắn một quả. Oleksandr Isaev, một công binh 59 tuổi cho biết Người Nga có nhiều binh sĩ và xe bọc thép hơn và thả từ 8 đến 12 quả bom lượn KAB mỗi ngày vào vị trí của ông. Ông cho biết, nếu một quả rơi trúng vị trí, thì anh sẽ thiệt mạng. Những quả bom tạo ra một cái hố sâu 5 mét và rộng 10 mét. Với quá ít vũ khí thông thường, Ukraine đang cố gắng giữ vững phòng tuyến bằng máy bay không người lái. Olesan Ivan Stop, một người điều khiển máy bay thuộc không người lái thuộc lữ đoàn tấn công số 3 cho biết, tình hình ở bờ trái rất căng thẳng. Ông thừa nhận những trận chiến diễn ra ở khắp mọi nơi, đôi khi họ thành công, đôi khi thì không, không có nơi nào chiến đấu dễ dàng, Nga có nguồn lực khổng lồ. Thông tin từ VOV, chỉ trong một tuần qua, Nga đã giành được hơn 200 km vuông lãnh thổ. Như vậy, diện tích lãnh thổ mà Nga chiếm được kể từ khi phát động cuộc tấn công lớn vào mùa hè năm nay đã tăng lên đáng kể, bất chấp những tổn thất về nhân lực và vật lực mà nước này phải đánh đổi. Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới có thể quyết định liệu Ukraine có buộc phải chấp nhận hòa bình với điều kiện bất lợi hoặc phải đối mặt với viễn cảnh tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga một mình hay không. Theo nguồn tin trên, các quan chức Ukraine ngày càng tỏ ra bi quan hơn về diễn biến của cuộc chiến. Tâm lý này đang bắt đầu lan rộng hơn ở Ukraine khi cuộc chiến đã gây tổn hại cho nhiều người dân đang mệt mỏi vì xung đột. Theo một cuộc khảo sát của trung tâm Razumkov vào tháng 9 năm 2024, trong số 2.016 người dân sinh sống tại Kiev, có hơn 2 phần 3 tin rằng đã đến lúc Ukraine nên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, tăng 14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể tại nhiều mặt trận, song vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga đang tận dụng lợi thế của nước này trên chiến trường khi Mỹ bị cuốn vào cuộc bầu cử tổng thống, còn các đồng minh ở châu Âu của Washington đang lo lắng cựu tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này tuyên bố ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về sự hỗ trợ liên tục của phương Tây đối với nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Nga tiếp tục tấn công dữ dội tại miền đông Ukraine, bất chấp việc Kiev tiếp tục chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga. Ukraine đã tiến hành chiến dịch đột kích lớn vào tỉnh Kursk hồi tháng 8 năm 2024 nhằm giảm bớt áp lực cho các lực lượng đang chiến đấu ở miền đông bằng cách buộc Moscow phải điều động binh sĩ đến khu vực này cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang giảm tập trung vào mục tiêu chính. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Selidov trong tuần này và các thành phố Pokrov và Kurakhov đang trở thành mục tiêu tiếp theo. Cả hai khu vực đều là trung tâm hậu cần quan trọng cho việc phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Nếu các thành phố này rơi vào tay Nga, đây sẽ là một cột mốc nữa trên con đường Điện Kremlin hướng tới việc kiểm soát toàn bộ khu vực công nghiệp phía đông của Ukraine. Quân đội Ukraine đang dần mất đi vị thế ở khu vực Kursk khi Nga tăng cường tấn công. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đã đến khu vực này và có thể sớm chiến đấu cùng với lực lượng Nga trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine thiếu hụt binh sĩ trầm trọng và đang tăng cường tuyển dụng. Kiev đã ban hành luật có hiệu lực vào tháng 5 vừa qua, hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của Nam giới từ 27 xuống 25. Nhưng việc huy động đã gây ra căng thẳng cho người dân trong bối cảnh Ukraine tìm cách mở rộng lực lượng, vốn dĩ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Nga. Phát biểu với các nhà lập pháp, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Oleksandr Litvinenko cho biết, Ukraine có ý định huy động hơn 160.000 người theo kế hoạch nghĩa vụ quân sự của mình. Thông tin từ báo Tiền Phong, trang Aviapro ngày 3 tháng 11 cho biết, quân đội nga đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa Iskander nhằm vào nhà ga xe lửa tập kết xe bọc thép phương tây. Aviapro viết, vào buổi sáng tại nhà ga xe lửa ở làng Sviato vasilevka quận Dnipropetrovsk, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Binh sĩ Ukraine bắt đầu chất xe bọc thép phương Tây lên tàu. Theo phóng viên chiến trường Vladimir Romanov, các hoạt động chuẩn bị diễn ra tại địa điểm này để vận chuyển vũ khí hạng nặng do các nước phương Tây cung cấp đến nơi khác. Nhưng đến chiều cùng ngày, lúc khoảng 17 giờ 45, khi các phương tiện đã được chất lên xe và sẵn sàng để vận chuyển, một hệ thống tên lửa Iskander đã tấn công nhằm vào ngã ba đường sắt. Quả đạn bắn trúng mục tiêu, gây thiệt hại đáng kể cho cả thiết bị và cơ sở hạ tầng của nhà ga. Thông tin về thiệt hại của vụ tấn công đang được làm rõ, nhưng đây là đòn sáng mạnh vào khả năng di chuyển vũ khí phương Tây đến khu vực chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Không quân Ukraine ngày 3 tháng 11 cho biết, quân đội Nga đã phóng 96 máy bay không người lái, tấn công và một tên lửa không đối đất KH-5969 vào Ukraine trong đêm trước đó. Các máy bay không người lái và tên lửa được phóng từ thành phố Bryansk, Kursk và an tác của Nga. Tính đến 9 giờ sáng nay, không quân Ukraine đã bắn hạ một tên lửa KH-5969 và 69 máy bay không người lái ở Kiev, Sumy, Khmelnytsky, Zhytomyr, Cherkay, Chernihiv, Kivonohrad, Poltava, Dnipropetrov và Kharkiv. 27 máy bay biến mất khỏi radar và một chiếc bay đến Belarus. Ngoài ra, hai máy bay vẫn đang hoạt động trong không phận Ukraine. Kênh Riba nhận định, song song với cuộc tấn công theo hướng Pokrov và Donetsk, lực lượng Moscow đang phát triển thành công về phía đông bắc Ukraine, nơi cuộc khủng hoảng chiến thuật của AFU đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào cuối tháng 10, các đơn vị Nga mở rộng vùng kiểm soát lân cận Bohoya-Vlenka về phía đông, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn Novokrajka. Việc chiếm giữ ngôi làng đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận và cảnh quay về lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 40 đang kéo cờ trên tòa nhà trường học địa phương cũng chứng minh điều này. Đồng thời có vẻ như trong những ngày tới, những nỗ lực chính của lực lượng Moscow tại khu vực này sẽ nhằm mục đích xóa bỏ nồi hầm giữa Novokrajka và Bohoyalenka, được hình thành sau khi hạ gục các khu định cư. Xa hơn một chút về phía đông, RFAF chiếm 3 khu định cư cùng lúc, Shakhtarsk, Jasna Poliana và Maximivka Xác nhận về việc kiểm soát khu định cư Maski đã được công bố ngày 2 tháng 11, việc dọn sạch tàn quân Ukraine đang được tiến hành. Đối với Katerinivka, cho đến nay vẫn chưa có cảnh quay kiểm soát khách quan nào trong mạng lưới có thể xác nhận việc khu định cư đã thất thủ hoàn toàn. Lực lượng Moscow đang tự tin giữ được ít nhất 2 phần 3 ngôi làng, trong khi AFU vẫn chấn thủ vùng ngoại ô phía Tây. Trong khi đó, tại Antonivka, RFAF đã hội quân trong vùng ngoại ô phía đông. Tại đó, các nhóm xung kích của họ đã chiếm giữ các vị trí của đối phương, bắt giữ một số tù binh. Ukrainska Pravda đưa tin, tối mùng 2 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy đã có 167 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 51 cuộc theo hướng Kurakhov. Báo cáo có đoạn, Nga phóng một tên lửa và tiến hành 56 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 81 bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 437 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivest, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Orekhov và Dnipro. Kể từ đầu ngày, RFAF cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine 11 lần theo hướng Pokrovsk. Moscow đang phải chịu tổn thất đáng kể trong 24 giờ qua. 229 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 87 người thiệt mạng hai xe tăng và hai xe chiến đấu bộ binh cũng bị phá hủy, báo cáo viết. Theo hướng Kurakhov, đối phương đã xung phong 51 lần. Theo thông tin cập nhật, 180 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa, 66 trong số đó thiệt mạng, ngoài ra một chiếc xe đã bị phá hủy và hai xe bọc thép chiến đấu và một hệ thống pháo bị hư hại. Các nhà phân tích của Deep State đã cập nhật bản đồ vào dạng sáng mùng 3 tháng 11, lưu ý rằng RFAF đã chiếm được Kurakhovka và Sataskoy thuộc vùng Donetsk. Deep Step cũng xác nhận lực lượng Moscow đã tiến gần Maximilianivka, Vebovoy, Novoselidovka cũng như tại Volchelo và Maximivka thuộc vùng Donetsk. Ngoài ra các nhà phân tích nói thêm, RFAF đã khôi phục lại vị trí gần Septukovka thuộc vùng Kursk. Trước đó vào ngày 1 tháng 11, quân đội Nga đã chiếm ngôi làng Rasnaya Poliana thuộc quận Volnovakha, vùng Donetsk kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine, AFU, đã vỡ trận tại Nam Donetsk. Trong khi đó, lực lượng Moscow chiếm được ngôi làng tiếp theo là Maximivka. Áp lực cũng được tạo ra theo hướng Kurakhov, nơi họ đang tiến về phía nam Maximilianivka. Hầu hết các cuộc đột phá và chiếm giữ địa hình đều diễn ra bên sườn Selidov. Tại đó, quân đội Nga, RFAF phát triển về phía nam nhưng cũng tiến vào khu vực phía tây bắc của các cánh đồng. Theo hướng Kupians, lực lượng Moscow thành công trong việc chiếm được ngôi làng Petrochaneve sau nhiều ngày tiến hành đột kích. Báo cáo đáng ngạc nhiên nhất đến từ Vonchan, nơi một video định vị địa lý cho thấy RFAF đã chiếm được toàn bộ thanh chi và có thể tiến xa hơn. Nga đã bắt đầu phản công mạnh hơn theo hướng Kursk. Kênh Ridovka cho biết, sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần qua là việc lực lượng Moscow nhiều lần thực hành thành công chiến thuật bán bao vây tại Donbass, buộc đối phương phải từ bỏ vị trí và tháo chạy nếu không muốn chịu tổn thất nặng nề một cách vô ích. Chiến thắng của Nga dồn dập được ghi nhận từ thực địa, đặc biệt chỉ trong một ngày, RFAF đã giành quyền kiểm soát hai thành phố cùng lúc là Selidovo và Gorniak, và sau đó là thành phố Kurakhovka cũng bị đánh sập trong vánh. Đằng sau những thành công đó là những chiến thuật đã được hình thành, chứng minh hiệu quả rõ ràng và cũng chính là lý do tại sao các cộng sự của lực lượng Kiev bị đột nhập nhiều lần dẫn tới sụp đổ hàng loạt. Kênh RV Voenkori xác nhận AFU đang trong thời khắc khó khăn nhất xung quanh Kurakhov khi bị đối phương OA xâm nhập từ mọi phía. Bản thân kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR thừa nhận gần đây áp lực của nga đối với kurakov ngày càng gia tăng với những mũi thọc sâu mới đe dọa hậu cần cho thành phố để đạt được điều này rfaf đã triển khai một lượng lớn nguồn lực đặc biệt họ đang tích cực tấn công khu vực phía đông kurakov qua maximilianovka tiến vào vùng ngoại ô phía đông thành phố song song với điều này các nỗ lực đột phá khu vực ostrovsky vẫn tiếp tục báo cáo viết Đồng thời, lực lượng Moscow đang tích cực chú ý đến nỗ lực tiếp cận phòng tuyến Ilyinka, Berestiki nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía bắc thành phố. Để thực hiện cuộc tiến công này, RFAF có một số lựa chọn mà họ đang phát triển đồng thời, áp lực từ Kurakhovka, nơi một trận chiến đang diễn ra và thử nghiệm khả năng phòng thủ trong khu định cư Novoselidovka. Ismailovka, lực lượng Nga đã được triển khai với số lượng khá lớn kể từ sau các trận chiến trên trục Ukrainsko, Tetsu Kurino, Goniak và số lượng của họ không hề giảm. Deep State nhận định, tại một phần khác của mặt trận, nơi xuất hiện mục tiêu lớn hơn của rfaf và là một trong những mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến giành các thành phố lớn nắm quyền kiểm soát hậu cần và dần dần bao vây thành phố sau khi xuyên thủng tuyến phòng thủ jolotaya niva và uleda đối phương tích cực tiếp tục di chuyển qua Shakhteskoy, novokraka và bogoya -Lenka, sau khi tiến đến đoạn jasnaya poliana masimovka Chudovoy. các nhà phân tích cho hay AFU đang cố gắng ổn định tình hình bằng mọi lực lượng có thể, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa thể thực hiện được. Nếu đối phương tiếp tục đạt được tiến bộ, duy trì tốc độ hiện tại, thì việc tiếp cận đường cao tốc H-15, Zaporizhia, Donetsk sắp đến gần. Điều này sẽ có thể chặn tuyến đường hậu cần chính và quan trọng nhất đến thành phố. Diepstead kết luận, hiện tại đây là tầm nhìn quy mô lớn về diễn biến của các sự kiện có thể phát triển xung quanh Kurokov và lực lượng Moscow sẽ không dừng lại. Chỉ có thời gian mới biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Tình huống xung quanh việc mất Celidovo là một ví dụ về điều này. Thông tin từ VOV, ngày 2 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phát hiện khẩu pháo tại vị trí bắn ở một địa điểm không xác định thuộc vùng Sumy của Ukraine. Video quay từ máy bay không người lái do bộ này công bố cho thấy, các binh sĩ Ukraine đã khai hỏa pháo tự hành Kesha trên một con đường đất gần một khu rừng và kiếp điều khiển đưa pháo vào trong bụi rậm ngay sau khi bắn. Nhưng sau đó, máy bay không người lái Lancet của Nga đã phát hiện và ra đòn tấn công, khiến hệ thống pháo bị phá hủy trong một vụ nổ mạnh. Trong vài tuần qua, quân đội Nga đã phá hủy nhiều khẩu pháo Kesha do Pháp sản xuất cũng như các hệ thống pháo di động tại vùng Sumy. Ukraine đã triển khai các hệ thống này tại Sumy để hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đang hoạt động tại vùng Kursk của Nga nằm gần đó, nơi Kiev đã phát động chiến dịch đột kích lớn vào đầu tháng 8. Quân đội Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực săn lùng và phá hủy các hệ thống pháo của Ukraine. Họ triển khai máy bay không người lái giám sát để tìm pháo binh đối phương, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để phá hủy, trong đó có máy bay không người lái tấn công tầm trung có độ bền lâu, MALE, tên lửa đạn đạo và UAV Lancet. UAV Lancet đã trở thành một trong những công cụ tầm trung quan trọng trong kho vũ khí của Nga. Moscow đã nhiều lần sử dụng UAV này phá hủy các tài sản có giá trị cao của Ukraine, chẳng hạn như pháo binh cơ động và pháo kéo, hệ thống phòng không, radar và các hệ thống khác. Không quân Ukraine cho biết, vào tối thứ Bảy, chỉ 4 giờ sau khi mối đe dọa từ UAV tấn công của đối phương lắng xuống, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công khác vào Ukraine. Vào lúc 17 giờ 51 báo động không kích được ban bố khi có UAV tấn công từ vùng Sumi đang hướng đến vùng Pontava. Từ 18 giờ 04 đến 23 giờ 17 UAV Nga xuất hiện tại Kharkov, Chernihiv, Pontava, Sumi, Chernigov, Kiev, Zhytomyr. Bước sang ngày 3 tháng 11, kể từ 1 giờ 06 đến 4 giờ 37, nhiều UAV xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine được ghi nhận. Trước đó, Nga liên tục lập tập kích đường không bằng UAV từ tối thứ Sáu cho đến gần 2 giờ chiều thứ Bảy. Sáng ngày 2 tháng 11, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 39 UAV của Nga tại các vùng Kirovograd, Kiev, Sumy và Poltava. <laughs> European Pravda đưa tin, ông Philip Bratos, thư ký báo chí của Tổng thống Cộng hòa Séc Peter Pavel cho biết, hiện tại 60 công dân Séc đã có giấy phép chính thức từ Praha để gia nhập hàng ngũ lực lượng Kiev. Ông Platos lưu ý rằng, Tổng thống Peter Pavel cho đến nay đã chấp thuận 60 đơn của công dân xét yêu cầu được phép bảo vệ Ukraine trong hàng ngũ lực lượng Kiev. Tổng cộng đã có 181 lá đơn như vậy. Công dân Séc bị cấm gia nhập quân đội nước ngoài nếu không có sự cho phép của Tổng thống nước này và phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đối với những người đã làm như vậy, có tùy chọn xin phép có hiệu lực hồi tố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã trả lời bằng bình luận rằng Tổng thống Séc rõ ràng là không cần những công dân mà ông đã đồng ý để làm tình nguyện viên cho Ukraine. Theo kênh Riba, tại Kursk, Cường độ giao tranh đã giảm nhẹ trong vài ngày qua, nhưng hoạt động tích cực của các đơn vị Moscow vẫn tiếp tục trên mọi khu vực. Tại quận Gluskovo, cường độ pháo kích vẫn cao, tình hình cơ bản ổn định trong tuần qua. Không có nỗ lực mới nào của Kiev nhằm vượt qua biên giới được ghi nhận. Ở quận Korenevo, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Lyubimovka và Tostilov. Không có thay đổi nào về cấu hình của tuyến đầu được ghi nhận trong ngày qua, đồng thời một số cuộc phản công của AFU và các vị trí của Nga đã bị đẩy lùi. Cảnh quay từ quận Sutsa đã xác nhận việc RFAF kiểm soát được vùng ngoại ô ở Pogrebki. Ở vùng ngoại ô phía nam ngôi làng, một xe bọc thép chở quân của Nga đang khai hỏa vào các vị trí của AFU trong vành đai rừng tiếp giáp với sông Malaya, Lognia. Việc xe bọc thép Nga tác chiến tự tin, ngụ ý rằng một phần vành đai rừng trên sườn phía đông cũng đã được lực lượng Moscow kiểm soát, đồng thời không quân chiến thuật Nga tấn công các sở chỉ huy của đối phương trong khu vực Group và Martinivka lực lượng Moscow tiếp tục tập kích một cách có hệ thống vào nhiều vị trí hậu phương AFU thuộc vùng Sumy. Các cuộc không kích đã phá hủy một số nơi trú ẩn và cơ sở lưu trữ tại Krasnopilya. Ngoài ra, UAV Geran 2 một lần nữa tấn công những cơ sở năng lượng của Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối mùng 2 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng Nga vẫn đang sử dụng các thành phần từ các công ty nước ngoài cho UAV Shahed và tên lửa dùng để tấn công Ukraine. Ông nói, vào tháng 10, hơn 2.000 UAV Shahed đã tấn công Ukraine chống lại nhân dân chúng tôi. Kèm theo số lượng UAV như vậy là hơn 170.000 linh kiện cần phải bị chặn, không được chuyển giao cho Nga. Vi mạch, vi điều khiển, bộ xử lý, nhiều bộ phận khác nhau, nếu không có chúng thì những đợt tập kích này sẽ không thể xảy ra. Tất cả những thứ này đều được cung cấp cho Nga từ nước ngoài. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, giống như UAV, tên lửa của Nga cũng vậy, tất cả chúng đều chứa các thành phần từ các quốc gia khác. tin từ dân trí, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận nước này đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trước đà tiến không ngừng của Nga trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksan Sisky cho biết tại một cuộc họp với phái đoàn quân đội Séc do Tổng tham mưu trưởng Karel Rekka dẫn đầu. Ông Sisky cho biết, các hoạt động chiến đấu tích cực tiếp tục theo một số hướng nhất định, đòi hỏi phải liên tục bổ sung nguồn lực. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, ông Sisky cũng thông báo với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Charles Brown, rằng tình hình ở tiền tuyến vẫn rất khó khăn với Ukraine. Ông cho biết lực lượng Nga có ưu thế đáng kể về đạn pháo. Hai bên cũng thảo luận về nhu cầu của quân đội Ukraine, ông nói thêm. Tướng Sisky cảm ơn ông về gói viện trợ quân sự gần đây của Washington dành cho Kiev. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, trong tình huống mà tỷ lệ quân số là 8 trên 1 nghiêng về phía Nga, thì lực lượng Kiev nên rút lui. Ngoài ra, người đứng đầu tòa án tối cao Ukraine Stanislav Grachenko vào ngày 29 tháng 10 cho biết đã có sự gia tăng đáng kể tình trạng đào ngũ ở quân đội Ukraine. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezhuglea cũng gián tiếp thừa nhận những vấn đề nhân sự của quân đội Ukraine. Bà cho biết, Bộ Tổng tham mưu lần đầu tiên ra lệnh chuyển 20% quân y sang các đơn vị bộ binh. Một thời gian ngắn sau đó, ông Zelensky đã ra lệnh chuyển nhân sự kỹ thuật của lực lượng hàng không quân sự sang bộ binh. Vào ngày 2 tháng 10, Nga tuyên bố giành được quyền kiểm soát Kurakhovka ở Donetsk và Petrochavnevoy ở Kharkov. Trong thời gian qua, Nga liên tục đạt được thêm đà tiến mới, cho thấy ưu thế của họ trong cuộc chiến tiêu hao với đối thủ. Moscow nhận định việc kiểm soát Kurakhovka sẽ cho phép lực lượng Nga tăng áp lực lên lực lượng Ukraine ở mặt trận Kurakhovo, hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk đạt tiến của Nga trong thời gian qua, phản ánh ưu thế của Moscow về nguồn lực áp đảo trước đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao. Nga dường như đang tăng tốc tiến công để giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể khi mùa đông tới gần và các điều kiện chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Thông tin từ VOV, ngày 2 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phát hiện khẩu pháo tại vị trí bắn ở một địa điểm không xác định thuộc vùng Sumy của Ukraine. Video quay từ máy bay không người lái do bộ này công bố cho thấy các binh sĩ Ukraine đã khai hỏa pháo tự hành Kesha trên một con đường đất gần một khu rừng và kíp điều khiển đưa pháo vào trong bụi rậm ngay sau khi bắn. Nhưng sau đó, máy bay không người lái Lancet của Nga đã phát hiện và ra đòn tấn công khiến hệ thống pháo bị phá hủy trong một vụ nổ mạnh trong vài tuần qua quân đội nga đã phá hủy nhiều khẩu pháo kesa do pháp sản xuất cũng như các hệ thống pháo di động tại vùng sumi Ukraine đã triển khai các hệ thống này tại Sumy để hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đang hoạt động tại vùng Kursk của Nga nằm gần đó, nơi Kiev đã phát động chiến dịch đột kích lớn vào đầu tháng 8. Quân đội Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực săn lùng và phá hủy các hệ thống pháo của Ukraine. Họ triển khai máy bay không người lái giám sát để tìm pháo binh đối phương, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để phá hủy, trong đó có máy bay không người lái tấn công tầm trung có độ bền lâu, MALE, tên lửa đạn đạo và UAV Lancet. UAV Lancet đã trở thành một trong những công cụ tầm trung quan trọng trong kho vũ khí của Nga. Moscow đã nhiều lần sử dụng UAV này phá hủy các tài sản có giá trị cao của Ukraine, chẳng hạn như pháo binh cơ động và pháo kéo, hệ thống phòng không, radar và các hệ thống khác. Thông tin từ báo Người lao động Tối mùng 2 tháng 11, quân đội Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân bắt giữ thành viên Hezbollah cấp cao trong chiến dịch chưa từng có ở miền Bắc Liban. Theo truyền thông Liban, đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện chiến dịch đột kích vào một ngôi nhà gỗ trên khu vực bờ biển Bashao phía nam thành phố Tripoli và bắt giữ một người trước khi quay trở lại biển và rời khỏi khu vực bằng xuồng cao tốc. Cơ quan thông tấn quốc gia Liban đưa tin, một lực lượng quân sự không xác định đã tiến hành một hoạt động đổ bộ trên bãi biển Ba Trao và di chuyển đến một ngôi nhà gỗ gần bãi biển. Camera an ninh ghi lại có hơn 25 quân nhân xuất hiện tại bờ biển Ba Trao cùng cảnh binh sĩ áp giải một người. Người đàn ông bị trói tay ra sau lưng. Cuộc đột kích diễn ra cách biên giới trên biển của Israel với Liban khoảng 140 km về phía bắc. Tờ The Times of Israel nhận định diễn biến này là một hoạt động bất thường về cả bản chất và địa điểm sâu bên trong Liban. Cuộc đột kích này gây chú ý bởi lẽ, trong khi IDF tấn công miền Bắc Liban bằng các cuộc không kích, lực lượng mặt đất lại hoạt động ở phía nam nước này. Nhà báo người Liban Hassan Ilaik, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích, trích dẫn các quan chức quân sự Liban giấu tên cho biết, hoạt động này dường như thực hiện phối hợp với Hải quân Đức, hoạt động trong lực lượng UNIFIL nhằm ngăn Hải quân Liban can thiệp. UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, bác bỏ thông tin tham gia vào hoạt động này. Một phó phát ngôn viên giấu tên nói với kênh Saudi Asha News rằng việc phát tán thông tin sai lệch và tin đồn vô căn cứ là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó tuyên bố đơn vị biệt kích thủy quân lục chiến Shaetet 13 thực hiện hoạt động này. Tờ The Guardian dẫn xác nhận của quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bắt giữ một đặc vụ cấp cao của Hezbollah, đưa người này đến Israel để đơn vị 504 thuộc Cục Tình báo Quân sự Thẩm vấn. Hãng truyền thông Asius trích dẫn các nguồn tin của Israel cho biết người đàn ông bị bắt là Imad Amhas, chịu trách nhiệm cho các hoạt động hải quân của Hezbollah. Theo cách nói của IDF, Imad Amhas là nguồn kiến thức quan trọng trong lực lượng hải quân của Hezbollah. Phát biểu với đài tin tức địa phương al Jadid News, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Liban Ali Hamie cho biết Amhas là thuyền trưởng dân sự và đang theo học tại một học viện hải quân dân sự. Về phía Hezbollah, lực lượng này không bình luận về thông tin. Amhas thuộc lực lượng này. Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho biết, Liban sẽ để đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời ông Mikati yêu cầu quân đội Liban và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc. Bộ trưởng Hamie nói, vụ bắt giữ Amhas diễn ra cách nơi cư trú của người này 100 mét. Nếu chứng minh được rằng vụ bắt giữ liên quan đến một cuộc đổ bộ của hải quân, thì việc thực hiện nghị quyết 1701 ở đâu? Cùng ngày 2 tháng 11, IDF ước tính lực lượng mặt đất và các cuộc không kích đã tiêu diệt khoảng 2.000 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban một tháng trước. Thông tin từ VOV, Nga đang từng bước giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk, nhưng nỗ lực đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk có thể sẽ trở nên khó khăn hơn khi Kiev quyết chơi tất tay trong canh bạc này. Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở Kursk. Quân đội Nga lớn hơn quân đội Ukraine về quy mô và số lượng vũ khí. Nga càng huy động nhiều nhân lực, vật lực cho cuộc chiến tại Kursk thì việc phòng thủ của Kiev càng khó khăn hơn. Tuy vậy, Nga không chuyển hướng phần lớn lực lượng vào Kursk, thay vào đó tập trung tấn công miền đông Ukraine và tiếp tục giành được nhiều bước tiến lớn. Về phần mình, Ukraine phải tính toán xem họ cần từ bỏ những gì và sẵn sàng chấp nhận tổn thất ở mức độ nào tại Kursk khi ưu tiên cuối cùng của họ là giành lại toàn bộ lãnh thổ đang rơi vào tay Nga. Ông Albuquerque lưu ý, cuối cùng Ukraine vẫn sẽ phải đối mặt với quyết định liệu có nên bám trụ lâu dài tại Kursk hay không. Kiev rất khó giữ vững những khu vực họ đã chiếm được tại Kursk, một phần do khó khăn về mặt địa hình. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước này chiếm lãnh thổ ở Kursk vì điều đó có thể giúp họ đàm phán với Nga và tạo ra vùng đệm dọc biên giới Ukraine. Các chuyên gia về chiến tranh cho biết Ukraine có thể cũng đang cố gắng nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội và gửi thông điệp tới các đối tác phương Tây vốn đang mệt mỏi với cuộc xung đột. Chiến dịch đột kích Kursk cũng tạo cơ hội cho Ukraine làm suy yếu quân đội Nga và buộc Moscow phải chuyển hướng một số lực lượng ra khỏi tiền tuyến ở Ukraine. Nhưng Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch của Kiev không phải là giữ lãnh thổ này mãi mãi. Nhà phân tích Savil cho rằng cuộc tấn công Kursk chỉ có giá trị đối với quân đội Ukraine khi mang lại lợi thế cho họ ở quê nhà, đồng thời giúp ngăn chặn quân đội Nga tiến vào Ukraine qua Kursk. Nhưng ông nhấn mạnh đây không phải là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực chiến đấu của Nga, và việc Moscow chiếm lại lãnh thổ khiến chiến dịch của Ukraine trở nên kém hiệu quả khi muốn sử dụng Kursk như một con bài mặc cả không thể phủ nhận chiến dịch tấn công kurd đã phần nào tái định hình cuộc chiến lần đầu tiên sau nhiều tháng bế tắc và cho phép ukraine giành lại một phần thế chủ động nhưng xét đến những điều chưa biết về các bước đi tiếp theo của mỗi bên cũng như những nguồn lực mà họ sẵn sàng phân bổ cho trận chiến tại đây chuyên gia savil đánh giá ukraine có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tìm ra giá trị đích thực của cuộc chiến này Thông tin từ Vietnamnet, trang Asia dẫn lời một quan chức Mỹ nói, Chúng tôi đã nói với Iran rằng Mỹ không thể kiềm chế Israel và Washington không thể đảm bảo được cuộc tấn công tiếp theo của Israel sẽ được điều chỉnh và nhắm mục tiêu như cuộc tấn công trước đó. Quan chức Mỹ cho hay, thông điệp trên được truyền tải trực tiếp tới người Iran, sau nguồn tin Israel lại cho biết nó được truyền từ Mỹ tới Iran thông qua Thụy Sĩ. Israel tuyên bố có thể đáp trả ngay cả khi cuộc tấn công của Iran xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Điều đó sẽ phụ thuộc vào quy mô của cuộc tấn công và kết quả của nó, một quan chức Israel cho hay. Theo báo cáo cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hôm 26 tháng 10 diễn ra sau khi Israel tham vấn Mỹ suốt nhiều tuần về loại mục tiêu sẽ tấn công. Hiện nhà trắng và Tehran từ chối bình luận về tin tức trên. Vốn được tiết lộ vài giờ sau khi lãnh tụ tối cao của Iran dọa Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng chí mạng do các vụ tấn công nhằm vào nước này và các đồng minh. Hôm 31 tháng 10, Axios dẫn các nguồn tin tình báo Israel cho biết, Iran đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn chống Israel từ lãnh thổ Iraq. Kế hoạch này dự kiến diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, nhằm đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel và Iran. Theo đó, Tehran có thể dùng một lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo để tấn công. Ngày 1 tháng 10, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel để đáp trả các vụ ám sát những nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo của Hamas, Hezbollah và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Tới 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công các địa điểm quân sự bên trong Iran để đáp trả. Iran cho biết các cơ sở quân sự ở Iran, Tehran và khu Zestang đã bị tấn công, nhưng thiệt hại hạn chế. Ít nhất 4 binh sĩ Iran và một thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel theo báo tiền phong ứng viên harris nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhóm và cá nhân khác nhau những người mong chờ không chỉ một làn gió mới như ông trump làm được trong lần tranh cử đầu tiên mà là một sự thay đổi lịch sử nước mỹ có nữ tổng thống đầu tiên vậy yếu tố nào quyết định bà harris làm được điều đó những người ủng hộ nòng cốt của đảng dân chủ và những người cấp tiến các nhà lãnh đạo đảng dân chủ nhiều nhân vật nổi bật trong đảng dân chủ ủng hộ bà harris vì kinh nghiệm của bà với tư cách là phó tổng thống và công việc của bà trong các vấn đề như nhập cư quyền bầu cử các nhà hoạt động cấp tiến và cử tri trẻ. Quan điểm của bà Harris về các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, cải cách tư pháp hình sự, biến đổi khí hậu khiến bà trở nên gần gũi với các nhóm cấp tiến trong Đảng dân chủ. Nhiều cử tri trẻ và nhà hoạt động trong các lĩnh vực này coi bà là một đồng minh cho các mục tiêu của họ. Những người ủng hộ quyền phụ nữ, các tổ chức như Emily's List ngay từ đầu đã lên tiếng ủng hộ sự nghiệp chính trị của bà Harris. Các tổ chức dân quyền, với xuất thân là một phụ nữ da màu gốc Nam Á, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức dân quyền như NAACP, những tổ chức coi bà là biểu tượng của sự tiến bộ và đại diện cho các nhóm trong văn phòng cao cấp. Các nhân vật chính trị, nghệ sĩ có ảnh hưởng, ủng hộ cũng là yếu tố khiến bà Harris trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Barack Obama Ông Obama đã sớm thể hiện sự ủng hộ đối với Harris và khen ngợi công việc của bà với tư cách là phó tổng thống. Cuối tháng 10, ông Obama cùng bà Harris kêu gọi cử tri ra màu tại bang Georgia tham gia cuộc chiến cho tương lai thông qua lá phiếu bầu cử. Ông Obama cũng chỉ trích ứng viên Trump về thất bại trong đại dịch Covid-19. Nhiều thống đốc, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã sớm thể hiện sự ủng hộ đối với bà Harris dưới nhiều hình thức khác nhau. Các nghệ sĩ tên tuổi trong video được chia sẻ tối 31 tháng 10, biệt đội siêu anh hùng bày tỏ ủng hộ ứng viên Harris trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Cùng ngày, nhóm tài tử Minh Tinh Hollywood công khai ủng hộ bà Harris. Ca sĩ diễn viên Jennifer Lopez trực tiếp tham dự cuộc meeting do chiến dịch của bà Harris tổ chức ở Las Vegas để lan tỏa thông điệp cá nhân, lên án ông Trump xúc phạm người Puerto Rico nói riêng và cộng đồng Mỹ Latin nói chung. Trước đó, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã lên tiếng ủng hộ bà Harris, bao gồm Taylor Swift, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Eminem, Beyoncé, Madonna, Bad Bunny, Ricky Martin, LeBron James. Các nhà tài trợ và nhà tài trợ chính, bà Harris đã xây dựng được một mạng lưới nhà tài trợ vững mạnh từ các chiến dịch trước đây của bà, bao gồm sự ủng hộ từ Thung lũng Silicon và các trung tâm gây quỹ lớn khác. Hậu thuẫn tài chính là điều thiết yếu trong một chiến dịch tranh cử tổng thống và các mối quan hệ sẵn có của bà với các nhà tài trợ Đảng Dân chủ có thể là một yếu tố quan trọng. Chỉ trong 4 tuần từ khi bà Harris tham gia cuộc đua ngày 21 tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà đã huy động được 500 triệu đô la Mỹ, đạt tốc độ gây quỹ nhanh và nhiều chưa từng có. Theo báo Tiền phong đưa tin, Mỹ cho biết sẽ triển khai máy bay ném bom B-52, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục đến Trung Đông khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln chuẩn bị rời khỏi khu vực này. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng các đợt triển khai sẽ diễn ra trong những tháng tới, thể hiện tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc là Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố, nếu Iran hoặc các đối tác của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào lực lượng hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực thì Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi đã có tới hai tàu sân bay của Mỹ hiện diện ở Trung Đông trong năm qua khi căng thẳng bắt đầu leo thang vào tháng 10 năm 2023. Việc nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln rút lui trong thời gian tới sẽ tạo ra lỗ hồng lớn buộc Mỹ phải đưa tàu chiến khác đến Trung Đông. Tuyên bố triển khai lực lượng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Iran có thể sẽ tấn công trả đũa Israel trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối tuần trước israel đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở iran ngoài ra israel cũng đang đối đầu với hamas ở giải gaza và hezbollah ở liban đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào yemen sau khi bị nhóm houthi tấn công mỹ đã cam kết sẽ hỗ trợ bảo vệ israel và lực lượng mỹ ở trung đông khỏi các cuộc tấn công Người đứng đầu cơ quan lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov ngày 2 tháng 11 cáo buộc phương Tây đang sử dụng một mô hình ngầm để cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine nhằm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong việc thử nghiệm thành công tên lửa mới, ông Konstantinov chỉ ra rằng phương Tây có thể tháo rời tên lửa tầm xa để chuyển sang Ukraine, sau đó Kiev có thể tuyên bố số tên lửa này do họ tự chế tạo và thử nghiệm. Số tên lửa này được dán mác sản xuất tại Ukraine và dùng để tấn công sang lãnh thổ Nga. Trước đó hôm 29 tháng 10, lần đầu tiên máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công tới học viện đặc nhiệm mang tên Putin tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, địa điểm nằm cách Ukraine 850 km. Theo tính toán qua hình ảnh trên mạng xã hội, UAV này có thể có tầm bay xa tới 1.300 km và được phóng từ tỉnh Odessa đi qua biển đen với vận tốc 140 km h Topcore dẫn nguồn tin từ Ukraine cho hay, lực lượng vũ trang Nga đang tiến công phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine theo hướng Pokrovsk, Kurakhov và Nam Donetsk. Theo đó, tại Pokrovsk, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Novo Mitrovka, tấn công từ trung tâm theo hướng Tây. Theo hướng Kuragovsky, quân đội Nga đã kiểm soát lãnh thổ ở Maximilianakovka. Tại đó, Nga vẫn đang tiến công dọc theo vành đai rừng sâu tới 1,5 km. Lực lượng vũ trang Nga cũng tiến dọc theo một số vành đai rừng ở phía tây và tây bắc Podeba. Tại đó, quân đội Nga đã tiến trên một khu vực rộng hơn 3 km và sâu 1,5 km. Theo hướng nam Donetsk, quân đội Nga đang tấn công Chudovoy, nằm ở phía bắc Bogoyalenka, giữa Bogoyalenka và Novokranka. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào một khu vực rộng tới 7,8 km và sâu tới 2,8 km quân đội Nga tiếp tục kéo quân sự bị đến khu vực Brestovka và Ukraina với mục đích tăng cường áp lực cho quân đội Ukraina theo hướng các khu định cư Uspenovka, Konstantinopolskaya và Konstantinopol. Trong khi đó, Bloomberg Intelligence thông tin tuần trước quân đội Nga đã giành được quyền nhiều lãnh thổ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm 2024, cùng không thời gian. Việc giành được hơn 200 km vuông lãnh thổ tiếp tục củng cố thêm những thành tựu nước này đạt được trong cuộc tấn công mùa hè khốc liệt. Theo tính toán của Bloomberg Intelligence, dựa trên những thay đổi được ghi lại bởi dịch vụ bản đồ Deep State Nga, đã kiểm soát được 1.146 km vuông lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 6 tháng 8, nhiều hơn khoảng 1 4 so với 7 tháng đầu năm. Bloomberg cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đã kiểm soát được thị trấn Selidov vào tuần này. Bokros và Kurakhov là những mục tiêu tiếp theo. Cả hai đều là trung tâm hậu cần quan trọng cho việc phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Vào ngày 30 tháng 10, các nhà phân tích đến từ Deep State đã cập nhật bản đồ chiến sự mới nhất. Lưu ý rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở tỉnh Donetsk, bao gồm Selidov, Vysnev và Zoryan. Tờ New York Times, các chuyên gia lưu ý rằng những tổn thất ở thời điểm hiện tại đang làm cạn kiệt nguồn lực của lực lượng vũ trang Ukraine, cản trở khả năng duy trì quyền kiểm soát các biên giới quan trọng của họ. Theo thông tin từ các binh lính và nhà phân tích quân sự mà tờ New York Times có được, lực lượng Ukraine đã bị kéo căng trên mặt trận đến mức việc giữ một số vị trí nhất định đang ngày càng trở nên khó khăn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ không đồng ý đàm phán với Nga. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng vũ trang Ukraine rút lui về pe Vấn đề tổng động viên dường như cũng đã được giới chức Ukraine quyết định. Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề bằng lực lượng dự bị đã được thảo luận suốt thời gian qua. Báo Điện tử Dân Việt đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của 13 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Khu vực Kursk. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1 tháng 11 cho biết các cuộc tấn công của hàng không và pháo binh của quân đội đã đánh bại sự tập trung nhân lực và thiết bị của các trung đoàn cơ giới 21, 41, 47 và 61, xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công trên không 80, 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, cũng như lữ đoàn mục đích đặc biệt số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 129 của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn 17 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Ngoài ra, lực lượng hàng không chiến thuật và tên lửa đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Sumy, Bộ cho biết thêm. Các binh sĩ của lực lượng dù cận vệ thuộc nhóm Siver đã kiểm soát một con đập ở vùng Kurs. Một sĩ quan quản lý lữ đoàn cấp cao có biệt hiệu là Zima nói với AIA Novosti. Ông nói, một trong những đội hình của lực lượng dù sau các hoạt động tấn công nhằm chiếm một khu vực đông dân cư đã tiến đến con đập, đặc biệt là phần phía đông, họ đã đánh bật kẻ thù từ đó, từ phần phía đông và tiếp tục giữ vững. Theo quan chức này, đây chủ yếu là một thành công về mặt hoạt động và chiến thuật, mở ra các cơ hội mới cho cuộc tiến công của Nga. Phần lớn cuộc tấn công do lực lượng dù thực hiện, nhưng họ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn vì họ tương tác với thủy quân lục chiến, quan chức cho biết. Có lúc lực lượng Ukraine cố gắng chiếm lại khu vực bằng pháo binh, trong đó có bom chùm. Sau nhiều ngày tấn công không thành công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một số xe bọc thép và bộ binh. Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng nay 2 tháng 1, 11, phòng không Nga đã hoạt động ở Crimea và có nhiều tiếng nổ được ghi nhận. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhyev, do Nga bổ nhiệm cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở Sevastopol do mối đe dọa của một cuộc tấn công đạn đạo. Các kênh Telegram của Nga đã viết về mối đe dọa tên lửa đối với Crimea và Sevastopol. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ và tiếng khai hỏa của lực lượng phòng không đã được nghe thấy ở quận Derzhankoi. Ngoài ra có những tia sáng chói ở khu vực làng Azovskoi người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Saki, báo động ở Crimea kéo dài khoảng 30 phút. Ukrainska Pravda đưa tin, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Kiev có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhưng cần phải có vũ khí tầm xa. Ông nói, chúng ta hiện thấy mọi địa điểm mà Nga đang tập trung những người lính Triều Tiên này trên lãnh thổ của mình. Tất cả các doanh trại của họ Chúng ta có thể tấn công phủ đầu nếu chúng ta có khả năng tấn công ở tầm xa đủ xa, và điều này phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta. Nhưng thay vì cần đưa ra quyết định, thì Mỹ, Anh, Đức đang theo dõi, mọi người chỉ đang chờ binh sĩ Triều Tiên bắt đầu tấn công người Ukraine. Nhà lãnh đạo Zelensky nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai thực sự muốn cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine không lan sang châu Âu thì không chỉ nên theo dõi mà còn phải hành động. Moscow và Bình Nhưỡng đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế, mới đây Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên. European Pravda đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary, Med Pacholai, xác nhận các cuộc đàm phán về một thỏa thuận song phương với Ukraine, nhưng nói rằng vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine không được đề cập trong đó. Theo đại diện Hungary, các cuộc đàm phán về việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Hungary và Ukraine đang diễn ra, và thỏa thuận nên tập trung vào việc khôi phục các quyền của cộng đồng dân tộc Hungary người phát ngôn bộ ngoại giao hungary nói thêm đồng thời chúng tôi đã nói rõ với phía ukraine trong các cuộc đàm phán rằng ý định gia nhập nato của ukraine không thể nằm trong thỏa thuận này chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình về vấn đề này và không có thay đổi nào xảy ra Ông lặp lại luận điểm đã được phát biểu trước đó ở Budapest rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba. Tổng thống Zelensky cho biết một ngày trước đó rằng Kiev và Budapest đang nỗ lực chuẩn bị một tài liệu song phương sẽ liên quan, đặc biệt là các vấn đề an ninh và việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Zelensky lập luận rằng Ukraine trong khuôn khổ tài liệu này sẽ yêu cầu Hungary không ngăn cản việc nước này gia nhập liên minh trong tương lai. Thông tin từ báo Tiền Phong, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào một trung tâm chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái UAV của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Ngoài trung tâm chỉ huy ở Kiev, quân đội Nga cũng nhắm vào các địa điểm sản xuất máy bay không người lái và kho dự trữ UAV của Ukraine. Nga không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc tấn công vì trung tâm này dường như đã hứng chịu nhiều cuộc không kích trong tuần. Ngày 29 tháng 10, quân đội Nga cũng đã đề cập đến cơ sở này trong cuộc họp báo hàng ngày. Hình ảnh do cựu nghệ sĩ Ukraine Igor Mosichuk chia sẻ vào ngày 30 tháng 10 cho thấy một lỗ thủng lớn trên mái tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu. Ông Mosichuk trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết tòa nhà chỉ bị hư hại nhẹ vì quả đạn không phát nổ. Cũng trong ngày 1 tháng 11, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo một tòa nhà của cảnh sát ở Kharkov đã bị tên lửa S-400 của Nga bắn trúng. cơ quân sự người Nga Boris Rozin viết trên Telegram rằng trụ sở cơ quan cảnh sát Kharkov đã bị tấn công. Trong báo cáo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện 44 cuộc tấn công nhóm từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, tấn công các sân bay và hệ thống đường sắt được sử dụng để vận chuyển lực lượng cũng như các cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng cho Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, hôm 1 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay tổng cộng Nga đã phóng 2.023 UAV trong tháng 10. Trong số này, 1.185 chiếc đã bị bắn hạ. 738 chiếc bị mất và 29 chiếc khác rời khỏi công phận Ukraine. Số UAV Nga phóng trong tháng 10 đã phá vỡ kỷ lục hồi tháng 9 với gần 700 chiếc. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng là 6.987 UAV tấn công Ukraine kể từ đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa 29% trong số này được các lực lượng Nga phóng trong tháng 10. Trước đó, không quân Ukraine tuyên bố 1.339 UAV Sahit của Nga đã tập kích Ukraine trong tháng 9. Trong số này, 1.107 chiếc đã bị bắn hạ, một số khác bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và bay vào không phận Nga hoặc Belarus. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời giảm bớt sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo giới chuyên gia, động thái của Nga có thể nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công hàng loạt chưa từng có, chứ không phải Moscow đang kiềm chế các hành động quân sự. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Robert Gates mới đây nhận định quyết định tấn công vùng biên giới Kursk thuộc Nga của chính quyền Kiev đã trở thành sai lầm chiến lược của nước này. Và tôi chỉ muốn nói thế này về cuộc tấn công vào Kursk. Quan điểm cá nhân của tôi, đó là một sai lầm chiến lược, đó là 30.000 quân tinh nhuệ Ukraine mà tôi nghĩ nên được sử dụng để tăng cường ở mặt trận Donbass, nơi họ đang chịu áp lực rất lớn và Nga đang tiến rất chậm. Danh quyền kiểm soát từng ngôi làng một, ông Gates phát biểu tại một sự kiện gần đây. Theo ông Gates, Nga đã có khả năng tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine cho đến khi họ quyết định rằng mục tiêu của mình đã đạt được và việc đánh giá thấp khả năng đối phương tiếp tục hoạt động này là một sai lầm lớn. Ông cũng cho biết phương Tây đã đánh giá thấp Nga một cách đáng kể và có lẽ nguyên nhân là do họ chưa hiểu rõ về lịch sử Nga. Cuộc tấn công ồ ạt của quân đội Ukraine và vùng Kurs bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 với mục đích giảm sức ép của Nga lên các mặt trận trọng yếu, đồng thời tìm kiếm lợi thế cho nước này khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong tương lai. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở vùng Kursk, Ukraine đã mất hơn 28.850 quân nhân, 180 xe tăng, 101 xe chiến đấu bộ binh, 106 xe bọc thép chở quân, 1.062 xe chiến đấu bọc thép, 777 xe cơ giới, 254 khẩu pháo, 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hiện chiến dịch tiêu diệt quân đội Ukraine xâm nhập lãnh thổ của Nga vẫn đang được tiếp tục. Bên cạnh đó, Nga cũng đang dần chiếm thế thượng phong ở chiến trường Ukraine thông qua việc liên tục giành quyền kiểm soát lãnh thổ từ phía đối phương. Đến nay, Nga vẫn đang thần tốc tiến thẳng nhằm vào tử huyệt Pokrovsk, buộc Ukraine phải cấp tốc củng cố phòng tuyến, tránh kịch bản bị mất thành trì chiến lược. Pokrovsk không phải là một thành phố lớn chỉ với khoảng 60.000 dân sinh sống trước khi chiến tranh nổ ra, nhưng nơi đây lại đóng vai trò là trung tâm hậu cần huyết mạch của quân đội Ukraine. Để mất thành phố này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ mất điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế đến các khu vực khác do Ukraine kiểm soát, nổi bật là Chasipya và Konstantinivka. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 31 tháng 10, hãng tin Reuters dẫn bài phát biểu mà phái đoàn Ukraine dự định đặt tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết có 3 viên tướng nằm trong số 500 sĩ quan Triều Tiên được cử tới Nga cùng với đó là hàng ngàn binh sĩ. Theo đó, Kiev cho biết, nhóm binh sĩ Triều Tiên dự kiến được chia thành ít nhất 5 đơn vị, mỗi đội có 2.000 đến 3.000 binh sĩ và được lắp ghép vào các đơn vị của Nga để che giấu sự hiện diện. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng nói rằng một số vị tướng của Bình Nhưỡng có thể đã đi cùng một số ít quân được điều động đến các vùng chiến trường ở Ukraine. Ukraine nêu đích danh ông Kim Jong Bok, một vị tướng cấp cao chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm quân đoàn 11, còn được gọi là quân đoàn bão táp mà cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã được phái đến Nga. Trong khi đó, ông Mitchell Maden, chuyên gia về Triều Tiên tại trung tâm Stimson có trụ sở ở Mỹ, nhận định vai trò của Kim có vẻ lớn hơn. Ông Kim đã xuất hiện tại 7 sự kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, bao gồm các cuộc tập trận của lực lượng đặc biệt. Cuối cùng, ông Kim Jong bok có thể chuyển giao quyền chỉ huy cho một sĩ quan KPA cấp dưới, hai tướng lĩnh cấp cao được Ukraine xác định bao gồm Ri Chang Ho, phó tổng tham mưu trưởng kiêm tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát và Thiếu tướng Shin Kum Cheon, tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến, là người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên. Kể từ khoảng năm 2022, ông Ri đã bị Hàn Quốc trừng phạt với cáo buộc giám sát các nỗ lực tấn công mạng lớn nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Giống như ông Kim, ông Ri cũng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến một số sự kiện lớn trong năm nay, bao gồm cả việc kiểm tra một căn cứ hải quân ở bờ biển phía đông. Ông mắt đen cho biết, sự nghiệp của ông Shin vẫn chưa rõ ràng, nhưng với cấp bậc màu sao, ông này có khả năng sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Triều Tiên ở Nga sau khi ông Kim và ông Ri rời đi. Cũng trong ngày 31 tháng 10, Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch CCD Ukraine khẳng định quân đội Triều Tiên đã có mặt tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, đặc biệt là ở Donetsk. Hãng tin Ukraine Form dẫn lời người đứng đầu CCD Andriy Kovalenko nói rằng lực lượng này chưa tham gia cuộc chiến vì họ chỉ là lính công binh. Ông Kovalenko khẳng định những người lính Triều Tiên này mặc quân phục Nga, có giấy tờ của Nga. Ông Kovalenko phân tích, 10.000 đến 12.000 lính Triều Tiên có mặt sẽ giúp rút quân Nga khỏi hướng đó và tiến về phía đông, đặc biệt là khu vực Kharkov, do đó không nên đánh giá thấp mối đe dọa từ quân đội Triều Tiên. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày đã xảy ra 126 cuộc giao tranh, căng thẳng nhất là ở Kurakhov với 48 trận đánh. Báo cáo có đoạn, đã xảy ra 126 cuộc giao tranh, đối phương tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 5 quả, 52 cuộc không kích, ném 73 bom KAB và sử dụng 400 UAV, đồng thời thực hiện 2.926 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Torres, Vremotsky và Dnipe. Đối phương đang tấn công dữ dội vào quân phòng thủ AFU theo hướng Pokrovs với 36 trận, đồng thời có 48 cuộc đụng độ vũ trang theo hướng Kurakhov. Kênh Deep State đưa tin, vào ngày 1 tháng 11, RFAF đã chiếm được làng Yasnaya Poliana ở quận Vonovavka thuộc vùng Donetsk. Báo cáo viết, Đối phương cũng tiến vào Novo Dmitrovka, Drusba, Maximovka, Novo Kraika và Teni. Theo điều tra dân số năm 2001, dân số của làng Yasnaya Poliana là 434 người, trong đó 91,94% nói tiếng Ukraine là tiếng mẹ đẻ. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích trên bộ, đặc biệt là ở các hướng Kupiansk, Pokrovsk và Kurakhov. Theo hướng Kupyans, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo khu rừng phía tây Sinkovka và được cho là đã chiếm được toàn bộ khu vực rừng. RFAF có thêm các cuộc tấn công trên bộ ở sườn phía nam theo hướng Pokrov. Tại đây, họ đã chiếm được phần lớn cánh đồng và theo các nhà quan sát quân sự Nga, hai ngôi làng nữa ở phía tây Kurakhovka cũng được cho là đã thất thù. Bên cạnh đó, quân Nga cũng đang tiến sâu vào các vị trí của Ukraine ở phía nam Kurakhov và chiếm được phần lớn các cánh đồng những đòn đột kích đang tập trung vào các làng Maximivka và Chudov. Theo đó, cái thòng lọng xung quanh thành phố đang thắt chặt. Kênh Ridovka cho biết, trước khi mùa mưa bùn ập đến, lực lượng Moscow tăng tốc và đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc ở khu vực trung tâm của mặt trận. Những thành công của RFAF trong khuôn khổ chiến dịch hè thu cho thấy sự suy giảm nhanh chóng về khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev trên mọi hướng tác chiến. Quân đội Nga đã họp vào cuối tháng 10 sau khi chiếm được một số thành phố, khu định cư lớn và thôn làng nhỏ. Họ đang tập trung vào ba hướng, Pokrov, Kurakhov và Yuzno Vào đầu mùa thu, sau khi đánh chiếm thành công Novogrodovka, như một phần của quá trình chuẩn bị chung cho cuộc tấn công quyết định vào Pokrov và Minograd, lực lượng Moscow đã kiểm soát Grodovka, Selidovo và sau đó mở rộng địa bàn về phía tây của thành phố. Trên hướng Kurakov, họ loại bỏ Nevel và chiếm các thành phố và thị trấn kiên cố như Ukraine, Gornia cũng như Kurakovka. Những thành công này giúp bắt đầu chiến dịch hình thành vòng cung phía Bắc, bao trùm toàn bộ nhóm quân đối phương. Ở Nam Donetsk, trong các trận chiến dữ dội, RFAF chiếm được thành phố pháo đài Ugleda và bắt đầu chọc thủng tuyến công, sự kiên cố cuối cùng của lực lượng Kiev, Zolotea Niva, Shateksko, Novo và Bogoy Aflanka đã bị đánh sập trong một vài ngày. Theo kênh Riba, tại mặt trận Kursk, cường độ các cuộc giao tranh đã giảm tương đối trong vài ngày qua. Điều này cũng được chứng minh bằng việc các cảnh quay kiểm soát mục tiêu mới được công bố trực tuyến ngày càng ít hơn. Ở quận Gluskovo, tình hình không có thay đổi đáng kể và chưa có nỗ lực mới nào của AFU nhằm vào xâm nhập biên giới Nga và tấn công khu vực Noviput được ghi nhận. Về phía quận Korenevo, lực lượng Moscow đã tiếp cận con đập bên kia sông Snagos, sát cạnh Lyubimovka, khép lại vành đai xung quanh Tolstoy -Luk. tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận rõ ràng nào về điều này. Tại quận Shusta, UAV Pacer của Nga đã tấn công các xe bọc thép AFU ở Malaya, Lognia bằng một quả bom dẫn đường UAB-20, đánh dấu trường hợp thứ 12 được ghi nhận về việc sử dụng hiệu quả loại UAV này ở khu vực này. Ngoài ra, Nga tiếp tục phá hủy các vị trí của AFU sâu trong hậu phương thuộc vùng Sumy. Một khẩu pháo tự hành Kesa của Ukraine đã bị trúng một UAV Lancet ở phía nam Varanchino và cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander đã được thực hiện vào một khu vực tập trung nhân sự và thiết bị của đối phương ở Jablonovka. Kênh Reiber đưa tin, lực lượng Moscow thực hiện một số cuộc tập kích và các mục tiêu ở khu vực phía sau do đối phương kiểm soát, bao gồm cả việc phá hủy cơ sở của Bộ Nội vụ Ukraine ở Kharkov. Để đáp trả, Kiev thực hiện cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở khu vực Stavropol. Một UAV khác đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở Bryansk. Về hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã kiểm soát Novokrykha. Jasna Poliana và đánh bật các đội hình Kiev khỏi vùng ngoại ô phía tây của Shakhtar. Kênh RV Voenkori cho biết quân đội Nga đã đột nhập Maximovka giữa Uleda và Kurakhovo. Stanislav Buniatov, một chiến binh nổi tiếng của Ukraine cho biết, một số cuộc tấn công cơ giới đã bị đẩy lùi, nhưng bộ binh Nga đang dần tiến sâu hơn vào làng, giao tranh ác liệt đang diễn ra. Theo hướng Uleda, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Giao tranh tiếp diễn ở khu vực Maximovka và Chudovoy. Trên thực tế, giao tranh đã áp sát Uspenovka. Có hai hướng tương đối thuận tiện để đến Kurakhov từ phía nam, đó là Ekaterinovka cũng như Uspenovka. Nhà phân tích người Ukraine Bogdan Mirosnikov viết. Ông Miroslav nhận định, địa lý của khu vực này rất phức tạp với nhiều con sông và đầm lớn, giữa chúng là khoảng trống. Trước đây, đây có thể là trở ngại đáng kể nhưng bây giờ thì không. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng người Nga sẽ cố gắng tiếp cận Konstantinopol, ngôi làng cách Kurakhov khoảng 13 km. Nếu thành công, họ sẽ khép lại vòng vây với Kurakhov. Theo báo Dân Chí, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang chạy đua nước rút cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhiều tỷ phú Mỹ đã liên tục tiếp sức cho cả hai. Cuộc bầu cử Mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Theo phân tích của Financial Times, đến nay các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Từ tháng 1 năm ngoái đến giữa tháng 10 năm nay, các nhóm ủng hộ tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được 2,2 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn so với mức 1,7 tỷ đô la Mỹ của nhóm ủng hộ ông Trump những con số trên càng cho thấy số tiền chảy vào chính trường mỹ đã gia tăng đáng kể từ khi tòa án tối cao mỹ ra phán quyết cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị hay còn gọi là siêu pac và độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức trong tổng số tiền mà bà Harris huy động được, chỉ có 127 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6% là do các tỷ phú quyên góp, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Trong số những tỷ phú chi tiền ủng hộ bà Harris, có người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskiewicz, nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman, doanh nhân Mitchell Bloomberg. Ngoài ra còn có thông tin tỷ phú Bill Gates thầm lặng quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump đã nhận được ít nhất 5 568 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú, tương đương 34% tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được. Tỷ phú Tim Mellon là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông ủng hộ 150 triệu đô la Mỹ cho nhóm Make America Great Again của ông Trump, chiếm khoảng 45% tổng số tiền tài trợ cho tổ chức này. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới cũng đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho America PAC để ủng hộ ông Trump kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ phụ thuộc nhiều vào một số bang chiến trường chính vì vậy việc các tỷ phú bơm tiền vào những bang như vậy sẽ góp phần lôi kéo cử tri và giúp ích cho ứng viên tổng thống